Vũ Luân, con nuôi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, mua cho anh chị em mỗi người một căn nhà, độc thân ở tuổi 51. Vũ Luân là một trong bốn người con nuôi của nghệ sĩ Vũ Linh. Trong suốt những ngày diễn ra tang lễ, ông Hoàng Cải Lương, Hồ Quảng, Vũ Luân cùng gia đình luôn túc trực bên linh cữu, cùng mọi người lo tang lễ cho cha nuôi Chu Toàn. Mối lương duyên giữa Vũ Luân và cố nghệ sĩ Vũ Linh giống như được xe từ kiếp trước để họ trở thành cha con. Bởi khi phát hiện có một cậu bé rất giống mình, từ ngoại hình đến giọng hát, Vũ Linh đã đến tận nhà xin phép gia đình được nhận Vũ Luân làm con nuôi. Cũng vì sự giống nhau quá sức tưởng tượng ấy, Vũ Luân bị đồn là con rơi của nghệ sĩ Vũ Linh. Chuyện đời của Vũ Luân không chỉ kỳ lạ từ giai thoại ấy mà còn nhiều câu chuyện thú vị khác. Vũ Luân sinh năm 1972, là học trò nghệ sĩ Bạch Long, anh được thầy tập cho rồi thành kép chính. Bởi vậy con đường vào nghề của Vũ Luân dường như không phải trải qua khó khăn gì. Vừa bước chân vào nghề, Vũ Luân đã trở thành hiện tượng vì quá giống ông Hoàng Cải Lương, Hồ Quảng, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, cả về ngoại hình cũng như giọng hát. Cùng với sự dìu dắt của nghệ sĩ Bạch Long, Vũ Luân sớm tỏa sáng và trở thành cái tên bán vé của giới hâm mộ Cải Lương. Thời Hoàng Kim của Cải Lương vào cuối thập niên 90, Vũ Luân nổi tiếng không thua gì cha nuôi. Có lần, Vũ Luân được mời đi hát ở Phú Quốc. Thời đó, người dân ở đảo gần như không được đi xem văn nghệ bao giờ, nên khi có đoàn Cải Lương về, họ thích đến nỗi đoàn dự định diễn 2 đêm, thì đã phải diễn tới 10 đêm. Mỗi đêm diễn có tới 7-8 nghìn người xem. Mỗi đêm, cát xê Vũ Luân lên tới 4-5 triệu đồng, trong khi vàng mới chỉ có 3-4 triệu một cây. Hát diễn ở đảo thì mặc nhiên, lương gấp đôi. Vậy là một đêm diễn Vũ Luân được tới 10 triệu đồng, tương đương 2,5-3 cây vàng. Vũ Luân từng kể, hồi đó cát xê nhiều lắm, hát mệt thật, nhưng lúc nhận tiền thì rất sướng. Một vali đầy nhóc, tiền nhiều quá, để khách sạn thì không yên tâm, nên hát xong tôi thường cho người đi mua vàng về chữ. Tôi mua vàng nhiều tới nỗi chủ tiệm vàng biết mặt. Nghệ sĩ ngày đó chưa biết gửi tiền vào ngân hàng, cũng không có két sắt nên đều trữ vàng tại nhà trong các tủ gỗ. Tủ tivi của nhà tôi lúc đó có mấy hộc ngăn kéo để đầy vàng. Nhờ ơn trời cho hào quang quá lớn, Vũ Luân cũng hết lòng hỗ trợ bầu show nghèo. Cái tên Vũ Luân giúp bầu show kéo được khán giả tới xem rất đông, đặc biệt là ở đoàn tỉnh. Vũ Luân từng hát tăng cường cho đoàn Đất Mũi ở Cà Mau suốt 3 năm trời. Thời điểm đó, cát xê của Vũ Luân là 4 triệu đồng một đêm. Để đưa được Vũ Luân về đoàn, bầu show phải đi vay mượn khắp nơi 2 triệu đồng đưa trước cho anh. Khi Vũ Luân xuống đoàn, nghe kể lại anh rất thương nên ở lại hát vài năm cho đoàn. Nhờ vậy, đoàn bán được rất nhiều vé, đời sống của anh em nghệ sĩ trong đoàn Đất Mũi được cải thiện rất nhiều, còn bầu show thì mua được mấy miếng đất, sắm cả tàu lớn. Trước đó, đoàn di chuyển bằng thuyền nhỏ. Vì biết ơn Vũ Luân, trưởng đoàn khi mua được tàu lớn đã để tên tàu là Vũ Luân. Bản thân Vũ Luân giàu có nhờ đi hát nên cũng sắm cho các anh chị em ruột trong nhà, mỗi người một căn nhà trị giá hàng trăm cây vàng. May mắn là trời thương nên tôi làm được những việc mình mơ ước. Tối tối được đi hát là tôi vui, chẳng bao giờ quan tâm xem mình được bao nhiêu tiền, vì có một người cô chuyên đi theo để làm việc với bầu show. Cho tới một ngày ngồi nhìn lại thấy mình quá nhiều vàng, mới nghĩ ngay, sao mình có nhiều tiền thế? Vậy là tôi đi mua nhà cho hai ông anh, một bà chị và một cô em gái. Mỗi căn nhà lúc đó khoảng 70-100 cây vàng. Có lẽ vì mình kiếm tiền dễ quá, nên tôi mua nhà cho anh chị em cũng dễ như người ta mua cái bánh. Vũ Luân từng kể. Tuy sự nghiệp rực rỡ là thế, nhưng Vũ Luân đến giờ vẫn lẻ bóng một mình ở tuổi 51. Anh cũng từng trải qua vài mối tình, nhưng đều không trọn vẹn. Hồi chưa đi hát, Vũ Luân quen một cô gái, nhưng khi vào nghề anh thấy mình yêu nghề hơn, nên tạm biệt tình yêu trai gái để dành trọn đam mê nghệ thuật. Vừa đẹp trai vừa nổi tiếng, lại hát hay, nên Vũ Luân trở thành chuẩn soái ca trong mắt các cô gái 7x8x thời bấy giờ. Nhưng trái tim anh chỉ bị lỗi nhịp bởi một người, cũng là bạn diễn ăn ý với anh trên sân khấu Cải Lương. Nhiều khán giả sau này vẫn nhầm tưởng đó là nghệ sĩ Tâm Tâm, bởi cô từng lên báo chia sẻ về chuyện tình lãng mạn của mình với Vũ Luân, nhưng anh thì khẳng định anh thương là một người khác. Kể về chuyện tình này, Vũ Luân nói, hồi đó tôi và một cô bạn diễn thương nhau, chúng tôi quen khổ lắm, bị áp lực của khán giả nên không đến được với nhau. Xung quanh cô ấy và xung quanh tôi đều có những người nói ra nói vào cuộc tình đó. Thậm chí, fan bịa đặt ra những câu chuyện tưởng như là thật để đôi bên hiểu lầm nhau. Cũng bởi vậy mà cuộc tình tan vỡ. Sau này, khi đã đường ai nấy đi, chúng tôi mới biết chuyện nhưng mọi thứ đã xong hết rồi. Giờ hai người giữ tình bạn tốt dành cho nhau. Như thế có khi cũng là một nhân duyên tốt, vì khi diễn cảnh yêu đương mùi mẫn trên sân khấu, khán giả mới thương. Lấy nhau rồi, có khi lại không còn đẹp nữa sau cuộc tình ấy. Vũ Luân phải mất rất lâu mới mở lòng đón nhận một người con gái khác. Cô ấy kém anh gần 20 tuổi, là tiểu thư con nhà giàu có, thế lực ở Sài Gòn. Cô ấy cũng là một khán giả ái mộ anh. Vũ Luân bảo, anh và bạn gái rất hợp nhau. Dù là con nhà giàu, tiểu thư khuê các nhưng bạn gái anh không chảnh, thậm chí rất hiền và ngoan. Mỗi lần anh đi tỉnh hát, người yêu muốn đi cùng, nhưng chỉ cần anh bảo ở nhà là cô như con mèo ngoan ngoãn vâng lời, không dám đòi theo nữa. Không phải Vũ Luân ngại gì, anh biết đi tỉnh cực, anh sợ cô không chịu nổi, và anh cũng không muốn người yêu vất vả. Yêu đến thế, thương đến thế,
Vậy mà Vũ Luân vẫn quyết định chia tay vì gia đình người yêu không muốn anh tiếp tục nghề hát mà làm kinh doanh. Anh kể, gia đình cô ấy áp đặt tôi vào công việc kinh doanh của họ. Họ in khắc với chức danh giám đốc bằng tên thật của tôi. Họ đặt công ty ở Hà Nội và muốn tôi ra đó làm việc. Dù không nói thẳng, nhưng động tác đó chính là muốn cắt đứt con đường đi hát của tôi. Khi tôi từ chối không nhận, gia đình giận và cấm không cho hai đứa quen nhau. Dù gia đình cấm cản nhưng hai người vẫn lén lút gặp nhau, nhưng rồi vẫn phải chấm dứt cuộc tình vì không muốn người yêu bỏ gia đình mà theo mình. Tôi quyết tâm chia tay, cô ấy tới nhà, tôi đóng cửa không tiếp. Cô ấy buồn khóc rất nhiều nhưng tôi buộc phải làm vậy, vì chỉ có cách đó hai đứa mới chấm dứt được. Sau khi chia tay, tôi cũng ra nước ngoài để quên đi mọi thứ. Đã 11 năm trôi qua, Vũ Luân vẫn sống một mình. Dẫu đôi lúc mệt mỏi, thì dường như Vũ Luân đã quen với cuộc sống cô đơn này, nên anh bình thản chấp nhận và hạnh phúc với thực tại.